Chào anh em đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki nha. Thì Suzuki trên thị trường thì nó đã vốn rất là hiếm rồi, nhưng mà một cái con Tiger Suzuki thì nó lại càng hiếm hơn nữa. Hôm nay anh Thợ Độ sẽ dẫn anh em đi coi một cái bản đồ, một con Tiger Suzuki rất là đẹp và đáng xem. Anh em cùng coi con này là con gì nha. Rap chậm thôi, mỗi cái nó sang đây là phải tắp tận nơi. Cần tận đứng phải lừa nhá, các sân chơi. Ra đâu nghỉ đi, cho đã tan huyết áp. Tặng mình một tắp ngẩm chơi. Tao phải khuyên mày là rap chậm thôi. Mỗi cái nó sang đây là phải tắp tận nơi. Ra đâu nghỉ đi, cho đã tan huyết áp. Tặng mình một tắp ngẩm chơi. Ngồi cái sầu lên cái mưa đi đầu chéo. Và anh biết có thuốc, chẳng cái gì là bổ béo. Con tim mà ngờ đẹp âm của em trên đã lầm lì. Cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì. Và đôi khi anh chẳng lòng với những gã ta đuổi em. Con người muốn hay và người khác muốn đuổi em. Chào anh em nha, thì hôm nay anh em nhìn cái con này nó có lạ không? Thật ra thì con này nó khá là lạ, tại vì trên thị trường rất là hiếm chạy. Đây là một con Tiger của Suzuki, là cái con Impulse. Mình đọc tên nó như thế thôi, tên nó thật sự rất là khó đọc. Khi mà cái con xe này đến với shop, nó là một cái con màu trắng và khá là thô kệch. Cái khó nhất để mà mình làm được cái bản đồ cái con xe này đó chính là cái ý tưởng. Cái cách phối màu, cái cách làm như thế nào làm sao cho cái con xe này nó bớt đi cái vẻ thô kệch, nó tạo nên được cái vẻ tinh tế của cái con xe này và mạnh mẽ. Đó thì đây là cái bản đồ hoàn thành xong của mình. Đó, anh em có thể đánh giá nó nhìn có phê không ha. Đây là một cái con Tiger nha, một cái con Tiger của Suzuki mà mình rất là ấn tượng với cái vẻ ngoài hầm hố. Nhưng mà thật sự mà nói là các màu sắc của hãng, các bản thương mại của hãng nó vẫn chưa phô hết được cái vẻ đẹp của con Suzuki này. Và mình đã chắt lọc, mình đã nghiên cứu, mình đã tính toán từ những cái bản thương mại đó và để mình cho ra được một cái sản phẩm này. Nhìn nó cũng rất là gì và này nọ ha anh em ha. Cái con xe này á, mình kết hợp được với cái nét là Tiger, một cái con Tiger cổ điển, và mình kết hợp được với là cái sự hiện đại, cái sự hiện đại trên con xe này. Nhìn nó rất là phê. Anh em cùng đi coi vòng ha. Thì tổng thể thì cái con xe này có thiết kế khá là to. Thiết kế là khá là to và nam tính ha. Phù hợp với là các anh nam chạy. Thì con này khi mà màu trắng á, nhìn nó không có phê, nhìn nó không có đã. Thì mình đã tư vấn cho anh chủ xe này chọn một cái tông màu là tối trầm để có thể tăng được cái vẻ nam tính và cái độ đẹp trai của cái con xe này. Kết hợp với đó là một số những cái chi tiết điện tử, đèn LED và smart key để có thể tăng được cái vẻ hiện đại của cái con xe này lên cho nó hợp thời. Tại vì cái con xe này nó vẫn là đang 50-50 như thế nào á, nó vẫn còn đang hơi lạc hậu tí xíu. Thì bây giờ đây là cái bản đồ ha. Mình chọn cái tông màu là màu xám nâu sô-cô-la, màu đen nhám và màu đen bóng. Mình phối ba màu để cho cái con xe này nó tạo được một cái điểm nhấn. Điểm nhấn đầu tiên là về cái màu sắc rồi. Thật sự mình nói khi mà mình làm xong con này ha, mình chạy ra đường người ta nhìn rất là nhiều, người ta hỏi mình cũng rất là nhiều, hỏi con xe này là con Tiger gì mới ra hả em? Không có, con này em mới độ. Rồi, cái con Impulse này á, cái khi mà mình làm nó xong và mình chạy nó được một thời gian để mà mình rô đai á, thì mình nhận ra được con này nó có những cái điểm mạnh. Điểm mạnh thứ nhất là cái chiếc xe này chạy rất là đầm chắc, rất là đầm chắc. Đậm chắc lắm anh em, tại vì cái xác nó to. Cái xác nó to ha. Và cũng hơi khá là nặng, phù hợp với những nam chạy hơn là nữ nha. Con xe này chạy đầm lắm. Một cái nhược điểm của nó là nó lên không có lẹ. Nó lên không lẹ, nó lên chậm, tại vì cái tỷ số truyền của bộ nội của nó rất là nhỏ. Tốc độ nó lên không được giống như là Vario, không được giống như là Airblack. Nhưng mà được một cái, cái nồi nó chạy cực kỳ êm, chạy êm như xe điện luôn, rất là êm như xe điện. Cái tỷ số truyền nhỏ nó sẽ cho được một cái lợi thế là cái nồi nó cực kỳ êm, nó không có bị gợn, nó không có bị rung giống như là những cái con Tiger hiện tại. Nên con này đi phố ha là cực kỳ thoải mái và tuyệt vời luôn. Anh em nhìn đi, anh em nhìn cái màu này, nhìn cái con này coi nó có phù hợp với anh em không nha. Đây là con rất là nam tính. Cái màu sắc này á, nó thể hiện được nó tôn được cái vẻ nam tính của người chạy hơn. Đó. Và để mà cho cái con này nó hiện đại hơn một tí xíu á, thì mình đã sử dụng cái smart key. Sử dụng ha, một cái smart key này.
tạo được cái vẻ thứ nhất là vừa sang trọng nè, thứ hai là vừa hiện đại nè, cho bật tông cái con xe này lên. Kế tiếp đó nữa, kết hợp với đó là một cái dãy led daylight. Anh em coi nè, một cái dãy led daylight ở trong chó đèn và ở trên chữ V này, nó tạo thêm cho con này một cái nét hiện đại vô cùng, chạy ra phố chiếm spotlight rất là nhiều nha. Kết hợp ba màu đen ở trước giữa trên cái nền màu xám sô cô la này nhìn rất là phê. Rồi cái led daylight này thì nó có tích hợp luôn xi nhan luôn. À rồi, còn ở trên này thì mình sẽ dùng nó để làm stop. Yeah, tuyệt vời. Rồi kết hợp với đó là mình sử dụng một cái đĩa CNC và full vàng chân là ốc Salaya hết, làm cho cái con xe này nó vừa sạch sẽ nè mà nó vừa hiện đại nữa. À, anh chủ xe cực kỳ thích luôn nha. Này là cái đĩa CNC do mình sản xuất ha, và kết hợp với đó là vàng ốc Salaya, à, rất là đẹp. Này là ốc inox nè, thứ nhất nè là nó sẽ không xét nè, thứ hai nè vàng chân nó sáng hơn nè và nó sạch hơn nè và nó đẹp hoài luôn anh em. À rồi, cái con xe này á, được một cái nữa nó là rất là tiết kiệm xăng. Mình chạy á nha, với điều kiện thực tế của mình chạy ha, mình chạy đường trường nha, thì con này là trên 60 km một lít xăng, anh em không nghe lầm nha. Với một cái dáng to khỏe như thế này nhưng mà nó đến 60 km một lít xăng, đó là với đường trường nha, còn nội ô thì có thể nó sẽ không đạt được như thế đâu. Đó. Rồi bên trong thì để khi mà mình đẹp bên ngoài rồi thì mình cũng phải đẹp bên trong nha, bên trong thì nó cũng sẽ đẹp giống như là bên ngoài. Mình sẽ nói thêm một số về cái tính năng của bộ Smart Key này. Bộ Smart Key này ha, là khi mình gắn vào, ngoài cái việc mà mình tăng được cái vẻ hiện đại lên, tăng được cái vẻ, tăng được cái sự sang trọng lên, thì nó còn cho chúng ta cái sự tiện ích nè, là chúng ta không có cần đem remote, chứ chúng ta không có cần cắm chìa khóa vào, nó rất là gắt gối, chúng ta chỉ cần đem remote bỏ vào trong người thôi. Có remote trong phạm vi á thì mình sẽ bật lên thoải mái, còn không có là sẽ không bật được. Remote đi xa khỏi cái bộ Smart Key này thì nó sẽ tự động tắt máy luôn, rất là an toàn trong cái điều kiện vận hành hiện nay ha. Đó, rất là hay bộ Smart Key này ra. Và nó có luôn tích hợp là mở yên trên núm luôn, khi chúng ta ấn vào nè thì chúng ta ấn vào nè là nó mở yên luôn. Đó, rất là hay ha. Ok, xung quanh cái chiếc xe này thì nó là full bộ ốc Salaya từng con luôn, từng con nào ở ngoài nha là full bộ ốc Salaya luôn. Nó tôn được cái dàn chân này lên rất là nhiều. Cái Oppo này thì mình đánh bóng lại ha, sơn lại, thay một cái cặp phù sao. Thì tổng cái gói độ của cái con xe này luôn, những cái tiện ích như thế luôn, thì nó chỉ có rơi vào 18 triệu thôi anh em. Dọn từ con xe cũ, rất là cũ dọn lên nha, gam si ốc và full nóc Salaya đồ luôn, thì nó cũng khoảng có 18 triệu thôi. Anh em có thể tham khảo và chơi cái dòng xe này. Dòng xe này thật sự rất là đáng chơi ha. Thêm cái nữa là khi mà anh chủ xe này anh giao xe đến cho mình á, được cái là ảnh cho mình toàn quyền quyết định. Mình đã cho ảnh những cái gợi ý về cái sự phối hợp màu sắc nè, rồi phụ kiện nè, hai anh em thống nhất với nhau và cho ra được một cái bản đồ hài lòng cả người dọn và người và cả khách luôn. Hài lòng cả người dọn và cả khách luôn. Rồi, không nói nhiều, không nói lan man nữa. Chúng ta cùng xem lại cái con xe này và đánh giá nó nha. Nếu anh em có những cái con tay ga như thế này muốn dọn thì liên hệ ngay kênh anh Thợ Độ ở số 0945675425 nha. Nhưng mà gán cho anh Thợ Độ thời gian để anh Thợ Độ dọn nha. Cảm ơn anh em.